Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345. Xfinity Trimmer Bundle vào website xfinity.com/asianamerican. Nhân viên nói tiếng Việt tại tiệm trên Bella Varice Village. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. Good morning, Sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio. Và thưa quý vị, đây là chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay, đã là thứ năm của tuần đầu tiên năm 2020 rồi. Chúng tôi gồm có chú Phạm Cơ, anh Kevin Ngô và Tường Minh. Mời quý vị thức dậy uống cà phê. Chào chú Cơ, chào anh Kevin. Chào chị Tường Minh, chào anh Kevin và xin chào quý vị khách hàng của Cà phê sáng. Kính chào quý vị khách hàng của Cà phê sáng của Việt TV, thưa quý vị. Chào chú Cơ, chào Tư Minh. Dạ vâng, nhanh quá ha, chúng ta bước qua thêm một ngày nữa rồi, thứ năm rồi, ngày mai là thứ sáu. Chú Cơ, sao lắc đầu chú Cơ? Thì nó càng tiến nhanh tiến mạnh thì mình càng tối càng tiến vững chắc tới chỗ kia. Mời gặp anh Sáu. Chú Cơ nói chứ. Mới hôm qua là thứ tư, nay thứ năm, mai thứ sáu, ghê. Dạ, đúng là ghê mỗi đấy. Ngày là bước đi một ngày, ghê vậy chứ. Mỗi một ngày trôi qua là tôi bước đi một ngày. Yeah. Kinh thiệt. Gọi là đếm ngược á hả? Dạ, đếm ngược đó. Ông, chú Cơ hồi nãy từ mình đi vô trong đài thấy chú Cơ đi ra nhìn kêu như là bước đi là rất là mạnh mẽ, mặc quần jean, mang dài tennis shoe, mặc áo thun nhìn trẻ trung lắm, sao bớt ngày được. Dạ. Thì người lớn tuổi đôi khi cũng phải gồng. Đó là bên ngoài thôi. Yeah. Bên trong là nắc nghiếu. Nắc nghiếu. Nắc nghiếu. Dạ vâng. Thời tiết trong mấy cái tuần gần đây nó hơi crazy hả? Lúc thì lạnh ơi là lạnh, xuống 29 độ thì lúc thì lên 70 mấy độ rồi lại xuống 30 mấy độ. Ở trên miền Bắc thì mưa tuyết quá chừng luôn, nhưng mà không có gì nóng bằng cái tin mà sáng nay em thấy đọc được ở bên Việt Nam. Hình như là bên Việt Nam ngầu ngầu lắm nha. Việt Nam dân Covid thì không có phát đồ ăn, không có giúp đỡ gì hết mà cho tiền Mỹ luôn, phải không anh Kevin? Đúng rồi, người ta nói là của cho không bằng cách cho. Mình nhà Việt Nam nói mình nhà nghèo thôi thì mình tặng 100.000. Tức là Covid thì nước Mỹ cho Việt Nam, thưa quý vị, hàng chục triệu liều, nếu mà bây giờ tính liều khoảng chừng 20 đô thôi chú Cơ hả? Yeah. Là cũng khoảng chừng bao trên 200 triệu. Thưa quý vị, khoảng trên 200 triệu. In return là Việt Nam chắc cũng bây giờ nhân cái dịp mà bão gió lốc ở bên vùng Trung Mỹ thì bây giờ cũng phải làm cái gì đó. Nhưng mà cái quan trọng là của họ là cũng có chuyện để mà cho họ làm. Để cho họ chụp hình rồi Bộ Ngoại giao để người ta cũng lấy le, nên người ta cũng lên, người ta nói ok thôi, để giúp cho những cái người mà bị trong gió lốc những cái tai nạn đó thì Việt Nam cho Mỹ 100.000. Thưa anh, nếu như anh là cái người mà cầm đầu nước Việt Nam, anh có làm như vậy không? Không, tôi nghĩ là mình có chứ. Cần thật ra thì mình là một cái nước nghèo, một nước nhỏ, một nước nó nghèo thì mình Việt Nam bây giờ cũng không đến nỗi là nghèo, nhưng mà mình một cái một cái thư để mà chia sẻ cái nỗi đau của những người dân mà bị gió lốc thì tôi nghĩ là hay hơn là mình cho 100.000. Yeah. Ở nước Mỹ mà 100.000 nó bên nó tên nó học muối bỏ bể. Nước Mỹ này có biết bao nhiêu là tiền, có còn vài không? Ngàn tỷ thôi mà tổng thống Biden một lần muốn cho tiền là tớ lấy ngân sách ra vài ngàn tỷ chứ đâu có lấy tiền tỷ đâu, vài ngàn tỷ. Thưa anh, chính vì vậy người ta mới cần có người lãnh đạo. Yeah. Ta nói là có còn hơn không, có còn hơn không. Mà. No. Có còn hơn không, nhưng mà có mà thứ mà mình bỏ đi, mình lượm lên thì là còn thì thua xa cái thứ mình đang có.
nên là qua cái đó mỗi khi chị Tường Minh cũng phải cũng như mỗi khi mà lì xì chút cơ thì mình cũng phải cho nó cho nó đáng chút xíu nó mới sẽ tuổi đâu chứ không phải là đưa một đồng là vậy nó mà sao anh Kevin nói ngược vậy, chú cơ là lì xì cho Tường Minh chứ. Nói thì nghĩ cũng thấy kỳ ha, nguyên một cái nước Việt Nam thà đựng cho chứ 100.000 đối với chú cơ anh Kevin cũng đâu thấm thía gì đâu. Cảm ơn chị là nước Mỹ. Dạ, thành ra cái tiếp tới đây là tôi sẽ không có lì xì gì hết, tôi chỉ có lì xì tuổi thôi vì dư lắm. Dư lắm. Chú cơ mà 100.000 ăn thua gì, chú cơ còn cho được nó, chứ nguyên cái nước Việt Nam cho làm chi 100.000 cho rồi xong rồi chụp hình rồi post lên cho thiên hạ. Không biết là khi mà nước Mỹ nhận ra nhận thì nghĩ sao ha, quý vị nghĩ như thế nào? Quan trọng là quý vị nghĩ như thế nào khi thấy là nước Việt Nam mình đó coi như là hỗ trợ ha cho những cái người bị cho nước Mỹ đúng không, chứ đâu phải cho từng người, cho thiên tai, thiên tai, thiên tai của nước Mỹ. 100.000 Mỹ Kim. 100.000 to cho anh. Việt Nam là duy nhất á. Nhưng mà trong khi lãnh đạo Việt Nam kiểm ra 100.000 dẹt à. Dạ, mà thành ra họ mới chung là anh đã họ mới thấy rằng cái số tiền đó cũng cần phải cho đi, tại vì họ kiếm ra 100.000 dễ lắm. Không, cái tiền của họ mà kiếm ra 100.000 họ bỏ túi, còn cái tiền 100.000 này mà họ cho nước Mỹ là tiền đóng thuế của dân. Tôi không nghĩ như vậy, tôi không nghĩ họ phân biệt được tiền trong kho với là tiền của họ đâu. No. Tiền nào cũng là tiền của họ phải không? Dạ, tiền nào cũng được. Cho dù là tiền đóng thuế của dân hay là tiền mà họ lấy được từ sân sau sân trước tham nhũng hối lộ gì đó thì là cũng là tiền của họ. Anh Kevin khi mà thấy cái bản tin này thì cảm giác của anh như thế nào? Cảm giác mắc cười. Mắc cười. Mắc cười thôi hả? Vậy thôi hả? Mắc cười thôi. Tại vì mình thấy họ làm giống như trò hề. Thực ra là Kevin bán refer là họ chỉ có ra một cái thư ngỏ chia buồn là đủ rồi, quá đủ. Nếu như mà quý vị là tổng thống gì là gì thủ tướng của Cộng sản Việt Nam, có quý vị có làm vậy không? Bởi vậy cho nên là chị Tường Minh và anh Kevin với là quý vị, bởi vậy cho nên Việt Nam không bao giờ mà nhận đơn kiện mà họ xử hết đó. Bởi vì đơn từ đối với họ không nghĩa lý gì hết, anh viết cái thư chia buồn không nghĩa lý gì đối với họ, tiền mới là chính. Thành ra họ nghĩ tính tiền không, nó bởi vậy cho nên cái hoạt động, cái hành vi nó chứng tỏ được cái hoạt động của đất nước. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của ông già, là cái đà hy vọng, là cái lòng che thân, là cái cân công lý. Có tiền là hết ý, thành thử ra tiền thì đặt trên hết. Tuy nhiên thì khi mà quý vị đọc cái bản tin đó thì không biết là quý vị cảm giác như thế nào nha. Quý vị có thể gọi vô để bàn luận, chia sẻ trong cái ngày hôm nay cho vui 713-931-1560. Cũng nói về thời tiết, có một thính giả Kim Vũ, không biết là Kim Vũ đang ở tiểu bang nào, nói là bên em lạnh lắm, muốn mặc đẹp như vậy cũng khó. Không biết là chị Kim ở tiểu bang nào. Trên miền Bắc thì tuyết quá chừng luôn, còn ở Houston thì khó nói lắm quý vị. Hôm qua thì hả, sáng mấy 70 độ đi chơi thể thao mà mồ hôi tươm như là mùa hè. Trong khi đó thì tối nay thì lại xuống 30+ độ, sang chủ nhật thì lại lên 77 độ. Chóng mặt quá. Thời tiết của Houston khó hiểu lắm, nó lạnh lạnh nóng nóng, mà lạnh thì thiệt lạnh 30+ độ, nóng thì lên 70+ độ như mùa hè. Thành thử ra thấy những cái cảnh trên miền Bắc thì mấy ngày gần đây tuyết quá chừng hả anh Kevin? Anh Kevin đi du lịch quá chừng kìa. Gần đây đầu năm thì cũng chưa đi du lịch, nhưng mà quý vị trong những ngày qua thì quý vị cũng biết rằng là ở cái vùng vừa suy nhà trên cái state highway mà 95 đó thì có một cái vụ mà cũng như bị tuyết mà bị kẹt xe kinh khủng. Không phải là chỉ có xe nữa mà ngay cả Amtrak là xe lửa mà chạy nhanh đó cũng bị nữa. Chiếc Amtrak bị stuck in there khoảng 40 tiếng. Có những cái người mà trong quốc hội còn bị nữa. Thì Kevin mới thấy là tưởng tượng là mình trời thì lạnh mà phải nằm ở trên đường mà 2 ngày trời, mấy chục tiếng, nước thì cũng bị giới hạn, rồi đồ ăn cũng bị giới hạn, những cái thao xung quanh đó thì bị cúp điện, thì quý vị thấy cái cảnh đó nó mình thấy nó cũng sợ thiệt. Nhưng mà qua cái này thì Kevin mới đọc một cái bản tin mà có thể là cũng sẽ chia sẻ chung, mà mình thấy đây cái này với là cái cách cho nè chú cơ.
có một cặp vợ chồng, người ta họ cũng bị kẹt xe ở trên của cái cô này tên là Holyhand. Thì với bị kẹt xe trên 95 thì 20 mấy tiếng đồng hồ rồi, hai vợ chồng này chưa có cái miếng nào để mà ăn uống gì hết. Thì tình cờ cô ta mới thấy cái chiếc xe của hãng mà Smith Baking Company ngay phía trước. Thì nếu mà quý vị nào mà thường đi chợ, quý vị biết công ty này bán chuyên bán bánh mì. Thì cô ta với sếp và gọi cho customer service của cái công ty này. Thì khoảng rất là thời gian rất là ngắn, chắc cũng vài chục phút hay và ở sau, thì một cái người chủ của cái công ty này, một trong những người mà cô nào của công ty này, gọi lại nói chuyện với cô ta. Và ông ta cho biết luôn là ông ta mới gọi cho cái người mà truck driver, cái anh Ron Hill đó, là mở cái cửa xe để phân phát bánh mì cho những người đang trên đường đó luôn. Và hai vợ chồng này cùng với những người khác đó chú cơ, họ phân phối đâu khoảng chừng là bao cho khoảng 300 người. Họ phân phối cho đến khi mà họ đi không nổi nữa thôi, tự vì thời tiết rất là lạnh, nên là để mà cầm bánh mì đi xa đó, họ đi một chập họ cũng bị đuối. Thì cái ông mà chủ của hãng mà Smith Baking Company đó, ông ta nói là đây là một cái việc mà để mấy cái decision này rất là easy. Thì cái đó cũng là một cái, có thể là cũng là một cái tip mà để sau này trong cái trường hợp mà chẳng may quý vị bị stuck trên highway lâu quá mà không có đồ ăn hay thế này thế kia, quý vị nếu mà vào tình cảnh đó thì mình cũng biết cách để mà xử lý. Nhìn mà, quanh. Mà những cái thao xung quanh nó bị cúp điện hết trên chú kia. Tôi thấy cái chuyện mà quan trọng nhất mà mấy người đi xa lộ mà trên miền Bắc bây giờ đó, hay là những mình mùa đông đó, thì nên đổ đầy xăng để mà còn có hít mà sống, chứ còn kiểu này mà không có xăng chạy. Cái bình xăng của mình mà nếu mà cái này thì có thể hỏi chú Cương, một cái bình xăng của mình nếu mà máy nổ khoảng bao lâu thì nó hết xăng? Tôi không biết quý vị luôn. Nếu mà quý vị nào ở ngoài mà có kinh nghiệm, nhất là quý vị ở miền Bắc, quý vị nào đã từng trải mà nằm trên freeway over hơn một ngày đó, thì quý vị biết là cái bình xăng của xe mình, nếu mà mình vẫn mở máy cần phải mở hết, thì quý vị khoảng bao nhiêu tiếng? Dạ. Được khoảng bao lâu? Dạ, chúng tôi mở đường dây để cho quý vị gọi vào 7139311560. Thường cái hit nó không có tốn xăng anh. Cái hit nó ở trong máy nó ra, khi máy lạnh nó mới tốn xăng. Dạ, cái hit. Dạ. 7139311560. Chúng tôi xin chào một thính giả trên đường dây ạ. 8338. Dạ thưa, phải tôi không ạ? Dạ đúng anh rồi đó. Dạ. Dạ tôi mừng quá, cảm ơn, xin chào quý vị cà phê sáng trên đài. Dạ chào anh. Tôi có ô trời chết rồi, kiểu này làm sao trốn nợ được đây. Nghe giọng mình. Dạ nghe giọng. Dạ mình. Cái giọng là tôi là người mở hàng cho quán. Dạ đúng rồi. Dạ mời anh nói mở đi. Hàng dạ luôn đó. Dạ. Dạ cho tôi vô đề vắn tắt để nhường cho người khác là nếu mà cô Tường Minh với các anh có cái cà phê nào mà uống vô mà khỏi chích vaccine đó, thì cho tôi xin 1.000 order 1.000 ly. cái thứ nhất. Cái thứ hai, em câu cuối cùng là tôi cảm ơn đài 1560 đã thông báo giùm cho tôi cái thông báo mà xin quà cho người vô gia cư đó. Thì đọc một ngày hôm qua tôi nhận được rất là nhiều cái sự ủng hộ của khán giả bằng của cho và cách cho nên tôi xin mượn làn sóng này cảm ơn đài Việt Radio 1560 và một người cư dân Bạc Liêu ở 249 đã ủng hộ 100 Mỹ Kim để mua men đường áo và thực phẩm cho người vô gia cư trong vùng Sa Huét. Người thứ hai là chị Bích, cũng ở 249 ủng hộ 100 Mỹ Kim để hôm nay chúng tôi đi mua quà phát cho những người đất cư. Chắc có lẽ là thời gian ở trong cà phê sáng không để cho anh cảm ơn mà nhiều như vậy thì tụi này không có giờ. Dạ. Rất là cảm ơn anh. Chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 7139311560 về cái chủ đề ngày hôm nay của cho không bằng cách cho. Cái chuyện đầu tiên thì chúng ta thấy cái bản tin của Việt Nam giúp cho Mỹ về thiên tai là 100.000 Mỹ Kim. Cũng như là cái chuyện thứ hai là trên cái con đường xa lộ 95. Trong cái cơn bão tuyết vừa qua thì cái chuyện mở cái cửa xe bánh mì để mà phân phát. UN đó, ông nói như vậy em thấy đúng. Trong trường hợp đó, nếu như là anh hay là chú Cơ hay là bất
cứ một quý vị nào hay là bản thân của tụi mình đi và đi nữa, trong cái hoàn cảnh đó mình cũng sẽ mở cửa xe mình phân phát thôi. Nhưng mà cái mình cũng hơi confused ha. Cái người owner của một cái công ty lớn như vậy ấy, chú ca, cái công ty bánh mì mà phân phối cho nước Mỹ này, cái công ty Smith Baking Company á, ổng ở đâu mà ổng túc trục nhanh rồi chú ca? Customer gọi, customer service, từ customer service sẽ lên tới supervisor rồi đi lên lên tới người owner nhanh vậy hết chú ca hả? Dạ thưa, cái đó tôi cũng không có nắm được, nhưng mà tôi nghĩ rằng là xã hội Mỹ cái gì cũng nhanh lắm. Cái bây giờ cell phone là người ta làm ào ạt. Email ra. Không gần email đâu, text message. Nhanh ra. Vô cùng email biết chừng nào mới tới. Những chuyện quan trọng thì ổng thấy, ổng cần phải involve, ổng có thể ổng gọi. Nhưng mà gọi cái cuộc điện thoại này cũng quảng cáo rất là tốt. Nổi tiếng luôn, lên news luôn. Nhưng mà trong cái đợt mà kẹt xe vừa rồi đó, tụi mình thấy là không có một cái báo cáo thương vong, thương tích, thương chết chóc gì hết á. Chắc là cũng nhờ có đồ ăn ha. Rồi rút kinh nghiệm trong cái chuyện này đó, xe tụi mình lúc nào cũng có nước uống, cũng có đồ ăn và cũng có áo lạnh cho chắc ăn. Ê, chú ca phải có cái mền không đó chứ chú ca? Có cái mền rồi có thêm cái gối nữa. Có mền chú ca. Xe dù nó bừa bộn một chút nhưng mà mình cần cái gì mình không mà có. Mùa đông thì chắc chắn là những cái người ở miền Bắc họ sẽ có, tự vì đề phòng không phải là bị xe hư hay nhiều thứ, thì thường thường là ở miền Bắc là họ sẽ có. Dạ vâng, và trong phần thứ hai thì chúng tôi sẽ mở đường dây để quý vị có thể gọi vào 713-931-1560, cũng như là quý vị đang theo dõi trên Facebook, quý vị có thể comment ở phía bên dưới về ý kiến của quý vị trong cái vấn đề này. Quý vị đã có kinh nghiệm gì trong cái vấn đề bị kẹt lại trong trên xa lộ trong những cơn bão tuyết như vậy chưa? Quý vị có thể kể nghe là cái tình cảnh nó như thế nào và chúng ta cũng nên làm như thế nào để chúng ta có thể sống được trong cái hoàn cảnh như vậy hả? Mình nghe mà cũng rất là sợ, nếu như mà anh Kevin rất là hay đi xuyên bang nè, chắc cũng phải cần học hỏi phải không? Vấn đề của Cộng sản Việt Nam cho nước Mỹ 100.000 Mỹ Kim để mà giúp đỡ về cái bão tố thiên tai, cũng như là về cái vấn đề vừa rồi trên xa lộ 95, những cái xe nó bị kẹt rất là lâu ở trên đó, và có một cái xe chở bánh mì đã mở cửa ra để phát cho mọi người trong cái cơn đói, thì rất là hữu ích và cũng được truyền thông đưa tin rất là nhiều. Thì quý vị nghĩ như thế nào trong hai vấn đề này? Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây. Xin chào. Hello. Dạ, xin chào. À, tôi không? Dạ, đúng rồi, mời anh. Dạ, cho tôi hai đề tài này tôi thấy cũng là very good. Dạ. Rồi, mời anh. Dạ, tôi thấy là ok. Thì Việt Nam thì hồi xưa giờ Mỹ thì cũng cứu trợ rồi nhiều rồi, đúng không? Thì là bây giờ là cái tình trạng mà thiên tai lũ lụt hay là bão tuyết gì đó, thì ở đời cái gì cũng vậy, nhà giàu thì nó cho nhiều, nhà nghèo thì nó có tình có nghĩa chút xíu thì nó cho ít vậy thôi. Nghĩa là anh ủng hộ có còn hơn không, đúng không? Có ít cho ít, đúng không? Chính xác. Dạ, tại vì Mỹ cũng từng cho Việt Nam nhiều rồi, nó cũng viện trợ Việt Nam nhiều rồi. Cái này thì tôi thấy là cũng tốt thôi, không có gì hết. Những cái gì đề cập mà riêng tư ra thì tôi không đề cập. Tại tôi đề cập về cái này là con người và con người thôi. Rồi cái đề tập thứ hai là tôi thấy là những người mà họ làm được cái điều đó là rất là tốt rồi. Tại vì cái lúc mà một lúc khi đói mà không có khi no, có nhiều khi anh chị cô gặp cái tình trạng như vậy là cũng có người mang quà mang cáp tới hay là cho mình ăn lúc mà mình đang nằm trong cái tình trạng mà khó khăn như vậy, thì rất là quý trọng. Thì ai làm được điều đó tốt thôi. Những người làm được thì điều đó tốt, mà những người mà làm không được thì ok, thì người ta nhiều khi người ta làm không được thì thôi, người ta chỉ lắng nghe thôi. Thì nếu mà thấy vậy thì học hỏi thêm hay thôi. Thấy cái đó là hành rất là tốt. Anh là anh Hùng hay là anh Minh? Minh Hùng giống tôi á. Minh Hùng là tôi. Nhưng mà hôm nay anh muốn làm anh Minh hay là anh Hùng? Dạ, Minh Hùng cũng được hết chị ơi. Mình nói cái nào mình thấy nó hợp tình hợp lý là mình ấy thôi chứ. Giờ con người với con người tới hai tên. Tốt thôi, đúng không? Cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn ghi nhận ý kiến của anh nha. Cái ý kiến mà tụi mình chú ý là anh nói chứ tại vì mình nghèo thì mình cho ít có cho là được rồi. À, không có gì hết, không có gì mắc cười hết đúng không? Dạ. Đúng rồi. Dạ. Tại vì bây giờ cho tôi thêm câu nữa đi, ok. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ Việt Nam hồi xưa giờ biết rồi, nó đâu có biết viện trợ cho ai đâu, đời nào thấy viện trợ cho Mỹ, đúng không? Có, lâu viện trợ cho Cuba nhiều lắm. Đó, hồi đó nó cho Mỹ cái gì đó, chị thấy không, nó cho Mỹ cái mấy cái mát đó thấy không, nhưng mà nó cho Mỹ một đồng nhưng mà Mỹ cho nó lại tới 1.000 đồng lận, chị hiểu không? Đó, cái đó là Việt Nam cộng sản nó khôn lắm, đúng không? Mình nói ví dụ vậy thôi, nhưng mà nó có viện trợ là tốt rồi đó, còn đỡ hơn Trung Quốc. Okay. Đó là tốt rồi đúng không? Đó là ý kiến của anh. Dạ thôi, ghi nhận ý kiến của anh. Chúng tôi sẽ xem coi là những thính giả khác sẽ có ý kiến như thế nào trong cái vấn đề này. Cảm ơn anh đã gọi vào nha. Và chúng tôi chuyển đường dây sang một thính giả kế tiếp với số cuối là 7545. Hello. Dạ, chào cô. Chào mời chị. Tường Minh không biết ai hả? Cô Mai biết luôn, hả? Cô Mai. Biết mà chưa kịp nói. Ok, cô Mai. Năm mới á, thì cô Mai hôm đó không được chúc, nhưng mà cái đề tài bữa nay cho cô Mai vô xin chút xíu thôi. Chúc năm mới trước nhất là anh Phạm Cơ, Kevin, Tường Minh và Quý Đài và tất cả những nhân viên trong đài và đài Việt TV một năm mới tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc tới mục đích của mình. Dạ. Rồi. Bây giờ cô Mai là ở trên Boston đúng không? Cô Mai ở Boston á. Có kinh nghiệm lắm về lái xe đường tuyết, có khi nào bị kẹt ở giữa đêm ở trong mưa tuyết không? Dạ. Không có, tại vì nói đúng ra là cô Mai không có đi xa. Trên đường đi làm cô Mai cũng đi gần lắm, chỉ kẹt là 1-2 tiếng đồng hồ thì có. Chứ còn kẹt lâu ở trên highway thì cô Mai không có kinh nghiệm đó. Nhưng mà có một cái là trong xe cô Mai thì nói đúng ra là lúc nào cô Mai cũng có để cái mền. Với lại cô Mai cũng có để những cái thức ăn vặt á, nước uống này kia vậy đó. Nhưng mà có một cái nó cũng không quớt là tại vì nước uống mà khi mùa đông lạnh á, là để ở ngoài cốp xe sao nó cũng đông đá trơn rồi Tường Minh ơi. Dạ. Dạ mình đem vô mình ôm cho nó tan ra từ từ. Ôm cho nó tan từ từ hả? Ồ thì cũng để đó vậy đó, chứ cũng để trên đó vậy cho có vậy đó. Thì cũng thủ sẵn mấy đó, nhưng mà đường đi xa thì cô Mai không có kinh nghiệm cái đó, tại cô Mai không có đi làm xa đó Tường Minh. Dạ rồi, Mai... qua cái vấn đề thứ hai thì cô Mai thấy Việt Nam mà ủng hộ cho nước Mỹ 100.000 đó, cô nghĩ sao cô Mai? Cười. Cười. Thì cô Mai cái đó cô Mai không dám bàn đâu. Sao vậy? Cô thấy ủng hộ là ủng hộ, cô làm thủ tướng thì cô có ủng hộ 100.000 không? Cô Mai hả? À. Thì người ta có bao nhiêu người ta ủng hộ bao nhiêu đây. À nói rồi, cô Mai vô team của anh à, rồi, rồi. Anh Minh Hùng luôn. Cô Mai không dám nói lên đài. Như với lại là cô Mai có nói rồi trong nhà rồi, chứ cô Mai không dám nói lên đài. Nói dịu tiếng thôi phải không? Chú lên tiếng kìa. Mắc cười. Thấy cũng mắc cười quá vậy thôi, chứ không có gì hết trơn luôn á. À, chú Minh có ý kiến không? Dạ, ông xã của cô đó. Tin Minh luôn phải không? Chú Minh tin Minh luôn á. Đó, nhớ đấy, luôn. Cũng dạ. cũng có nghe rồi, cũng có ra nghe rồi, cũng có nói qua nói lại rồi. Thì chú cũng nói nghe thôi thì đây. Dạ, có bạn rồi. Thì cũng nghe mắc cười chút xíu vậy thôi. Dạ. Nhưng có gì. Rồi, cảm ơn cô Mai đã gọi vào nha. Ok, thôi nói chút giỡn thôi. Chứ năm mới cô Mai chúc Quý Đài. Và tất cả những gia đình ở của Quý Đài tất cả được an khang thịnh vượng trong năm mới. Dạ. Và chúc được đài Việt TV mỗi ngày thăng tiến hơn. Dạ. Nhận được nhiều cái quảng cáo hơn để dạ. có nhiều cái động lực hơn để cô làm. Mai nhớ quảng cáo công ty cô Mai nha. Ok, cô Mai sẽ làm nếu dạ. mà cô Mai có công ty bự. Cô Mai 1 giờ nhớ gọi vô nha. Ok. Ủa nay Quang Chương nó mất tiêu rồi, hôm nay có mình Tường Minh hả? Dạ, hôm nay là Quang Chương đi vacation rồi, cảm ơn cô Mai nha. Ok, thôi cô Mai chúc Quý Đài một ngày vui vẻ, luôn hạnh phúc bên gia đình nha. Dạ, okay. À, chào chị. Rồi, mời một thính giả kế tiếp, 9599. Tắt dùm Tường Minh cái radio, cái TV đi nha. Dạ, rồi, xin chào. À, chào anh chị, chào buổi sáng. Dạ. Anh Tuấn Tuấn á? Dạ, anh Tuấn. Mình muốn nói về cái ý kiến cá nhân về vấn đề bên Việt Nam cho 100.000 thì đối với cái ý kiến cá nhân của mình thì mình nghĩ đây chỉ là một hình thức thôi về chính trị thôi. Mình không muốn bàn lạm đàn chính trị, nhưng mà mình nghĩ rằng 100.000 không có nhiều hết, nhưng mà đây là một hình thức chính trị thôi. Thì thực sự ra không biết nói gì hết.
nó ít thiệt không phải là bao nhiêu hết. Thật sự ra thì Việt Nam mình cũng đang khó khăn, nhưng mà nói chung là mình không muốn làm bài nó chính trị, mà nếu như mình nghĩ được 100.000 thì Việt Nam có thể cho nhiều hơn, nhưng mà họ cho 100.000 chỉ là hình thức có qua có lại thôi. Vậy thì cái câu hỏi cho anh Tuấn nè, từ mình muốn đặt ra đó, thay vì đó là cho 100.000, anh dùng 100.000 đó anh cho những người mà đang bị Covid nè, bị nghèo nè, rồi anh chỉ có chia sẻ một cái thư để mà gọi là chia sẻ với nước Mỹ, thì anh sẽ chọn giải pháp nào? Vẫn cho 100.000 hay là thôi không cho mà chỉ là điện thư để mà chia sẻ về những cái mất mát của nước Mỹ xảy ra trong cái cơn bão lốc vừa qua? Câu hỏi thì rất hay. Mình nghĩ rằng mình sẽ viết thư để mà chia sẻ cái sự khó khăn này, còn tiền đó mình sẽ dùng cho giúp cho người dân thì nó có ý nghĩa hơn. 100.000 này nó có vẻ thật sự là mình thấy có vẻ giả tạo lắm. Cho nên là mình nghĩ theo cái nơi mình làm thì mình sẽ làm vậy, đáng khi mình dùng tiền đó mình lo cho dân, là những người đang bị Covid hay những người khó khăn. Còn viết một lá thư á, tại vì Mỹ biết 100.000 đối với Mỹ không bao nhiêu cả. Thật sự không bao nhiêu cả, nhưng mà nó nói lên cái sự cái gì đó, nó dạng nó không có thật sự, nó không có những cái giả dối đâu. Còn viết lá thư thì cái tâm mình mới thật lòng hơn, mình chia sẻ như vậy thì họ 100.000 không có lấy nghĩ gì cả. Quá nhỏ là, so với nước Mỹ đúng không? Quá nhỏ, thật sự không là gì cả, nhưng mà nó nói lên cái gì đó không biết nữa. Giống như vậy. Cái này, hành động này mình nó nói lên cái bản chất của một con người và một cái thể chế thì chắc nước Mỹ họ biết mà. Rồi thì mình chỉ ký như vậy thôi. Còn cái vấn đề bên cái người Mỹ mà cho mở xe ra cho đó là biên hành, đó là một cái nhân văn của một người, bản chất của nhân văn của một người Mỹ rồi. Thì cái đó mình rất là ngưỡng mộ, và điều họ làm như vậy là rất là tốt. Đó là bản chất nhân văn của một người Mỹ, đó là vậy thôi. Rồi cảm ơn anh Tuấn nha. Cảm ơn anh Tuấn. Chúng ta có một khán thính giả từ ở Edmonton, Canada, cũng tham gia chương trình ngày hôm nay ở trên livestream Facebook Việt TV Network. Cảm ơn quý vị nha. Chúng tôi xin chuyển đi dây sang một thính giả kế tiếp với số cuối là 5154. Hello, chào Cà Phê Sáng. Chào cô. Tôi vừa đồng ý với cái ý kiến của cái người khán giả mới vừa gọi vô. Anh Tuấn. Cái người Việt Nam của mình ha, cái người cộng sản ha, tôi nghe nói vừa rồi ha, tôi mắc cười quá. Dân của mình thì hả, bệnh Covid thì đói, không có người cứu trợ, rồi những cái đứa trẻ ở thôn quê đi học phải lội qua sông mà để 100.000 đó làm những cái chuyện đó đi. Còn nước Mỹ đâu có cần gì 100.000 đó đâu. Đó không, mà người cộng sản Việt Nam nó làm nhiều cái chuyện buồn cười quá. Giống như là mình nói chuyện nhân gian là mình nói chuyện rùi bu á. Không vô trúng vào đâu á, nó bu vào cái chỗ mà bẩn thỉu không à. Nó không có bu vào cái kiểu đó, tôi thấy tôi nực cười quá à. Cái người cộng sản nó có đầu óc nó như thế nào tôi cũng hiểu nữa. Cái đói giữa 100.000 của người Việt Nam mình, người dân quê của mình rất là cần thiết. Nhưng mà đối với người dân Mỹ ha, tôi nói với cô, người ta chỉ bị một cái trở ngại như vậy thôi, nhưng rồi cái dịp nào nhà nước cũng có sự giúp đỡ cho họ. Cần gì tới cái thằng cộng sản Việt Nam làm chuyện đùi bu đó. Tôi nghe tôi mắc cười quá cô ơi. Nói tới chuyện thằng cộng sản thì chuyện rùi bu rồi đậu gì á tùm lum hết rồi trơn à. Tôi có ý kiến như vậy thôi, tiền đó thì để giúp cho những người trẻ em ở vùng thôn quê đi. Đi học. Ít ra thì cũng lo cho mấy người bị Covid mà họ đang không có đi làm được, họ không có cơm ăn, mà ăn mì gói, họ kẹt lại Sài Gòn cái những cái tháng trước đó có ai giúp đỡ gì đâu. Và cả rồi phải đi mà cầm tờ giấy số đi với
hàng giờ đi mà đi bán từng cái giấy số thôi, những cái trăm ngàn đó không để cứu giúp những người đó đi. Cô, cái đó cô nói cái đó là hơi động chạm đó. Nghề bán giấy số Việt Nam là một trong những nghề có thu nhập cao đó cô à. Dựa giấy số thôi. Nhưng mà mùa đại Covid cũng cô, đi bán. Cô không nghe, cô không nghe mấy ngành mấy cái hả? Cô không nghe cái ông bộ trưởng ông nói đó là một cái nghề cái là thu nhập cao đó chứ không phải chơi đâu. À, cô đừng có có mạ lị. Dạ cảm ơn cô nha. Mấy người đó. Ok, cảm ơn, chào cà phê sáng. Giống như cô nói đó, bây giờ cái một cái căn nhà trung bình của người ta 80-100 ngàn là nhà nhỏ xíu ở trên đó rồi ha. Bây giờ người ta bị bão lốc cả hàng ngàn cái ngôi nhà vậy. Việt Nam cho 100 ngàn bây giờ cho được gia đình hả? Phải không? Tại vì cái nhà thường thường trung bình cái nhà mà 100 ngàn trên miền Bắc đâu có là nhỏ xíu à. Thấy không? Thành ra 100 ngàn của Cộng sản Việt Nam tính ra đi so với cái bao nhiêu là hàng ngàn ngôi nhà bị gió lốc đã thổi sang bằng, bao nhiêu là tài sản cho 100 ngàn thì đó cũng cũng thấy nó cũng hơi thà không cho. Mời một khán giả trên đường dây. Dạ xin chào. Dạ xin chào. Dạ cô Cộng sản nghe nó cái Cộng sản nó xạo lắm. Người ta bệnh virus đó hả, chở vô nhà thương đó hả chị, nó chở thằng em rể của em mới vô nằm thở không khí nó chết rồi. Dạ. Vô đâu có gì đâu chết, rồi còn đứa em gái em á hả, nó chở vô, nó chở vô nhưng mà nó nói nè, chị chở vô là chị phải tự lo nha, chứ không ai lo cho chị đâu đó, từ viên thuốc từ cái gì hết đó. Dạ. Mà không có người ngoài mà đưa tiền cho, không có người ngoài mà bảy thuốc vô là kể như là chết rồi chị. Yeah. Nó đâu cho chích cho gì đâu, nó đâu cho gì đâu, rồi nằm trong nhà thương mà chết á thì nó chôn không tiền, còn nằm ở ngoài á thì phải bị, thí dụ mình chết ở nhà ra mình bị mấy chục ngàn, mấy bao nhiêu, 50 ngàn, 500 hay 1 ngàn, 2 ngàn gì đó đô đó để nó chôn, còn nằm ở trong nhà thương á thì nó cất đó rồi đông quá đó nó cất đó, xong rồi tới cái khi mà mình tới phần mình rồi nó thiêu rồi, xong rồi nó đưa tới nhà mình, nó đưa tới nhà đi em gái của em đó, chị nó xạo đó chị, nó không có cho cái gì chân á. Yeah. Tại sao nó không lấy 100 ngàn nó cho người Việt Nam mình đi internet này, cho ba cái hành cái ngò này kia nọ đó, chích thuốc cũng chết nữa chị, chích thuốc gì ở Việt Nam cũng chết rồi đó. Yeah. Mẹ nó xạo, nó nổ còn hơn cái gì nữa, đồ của chú quỷ chứ ma gì đâu. Còn chê chị ha. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, cái mình nói cái vụ mà cái nghề bán vé số mà có thu nhập cao ở Việt Nam là có, nó có chứng từ đàng hoàng thưa quý vị. Có người cảnh sơn là có thật không? Thưa quý vị, cái đó là cái ông mà bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc tên là Giàng Xếp Phử. Thưa quý vị, Giàng Xếp Phử ông ta đã núi mà nói là nghe phát biểu nói là nghề bán vé số Việt Nam là một trong những nghề mà có thu nhập cao chứ không phải ghê lắm, chứ không phải trời đâu. Yeah. Mấy ông trên núi trong rừng đi ra. Mời một thính giả trên đường dây xin chào. Dạ chào chú Cơ, chào anh Kevin, chào chị Tân Minh. Bảo. Chào anh Bảo. Dạ em nói là nói với nói chuyện cộng sản thì nó hoài cũng không hết đâu. Nhưng mà trở lại cái đề tài hôm nay, thật sự khi mà chế độ cộng sản mà họ donate cho Mỹ 100 ngàn đó, thì thật sự nếu mà nó trên phương diện khách quan thì cái đó là một việc làm rất là tốt, nhưng mà tại vì mình là người Việt thì mình biết thằng Việt Cộng nó quá lành rồi đó. Nó làm một chuyện thì nó phô trương lên cho nó bự lên, mà rút cuộc cái ruột thì không có gì hết. Thì em nghĩ thì chỉ có người Việt mình mới hiểu được Việt Cộng là như thế nào thôi, Cộng sản là như thế nào thôi. Còn giả sử như khi mình cho mình donate một cái gì đó thì mình donate giống như người ta nói là cách cho thì nó hay hơn. Giả sử như khi mình cho trong một cái tai nạn gì đó, mặc dầu mình biết một trong những cái người mà bị tai nạn đó, là cũng có những người đã cá lăng dưa đi nữa, nhưng mà khi mình cho mình đừng nghĩ tới cái chuyện đó, mình cho bởi vì mình cảm thấy cái trách nhiệm mình giúp đỡ những người bị tai nạn đó, không biết người đó hiền hay lành mà mình không cần biết, mình cho với tư cách là mình nhân đạo, mình giúp đỡ
thì cái đó cái cách cho nó rất là tốt. Nên theo Bảo nghĩ bất cứ ai cho cái gì, giúp đỡ cái gì trong lúc hoạn nạn đều là tốt hết. Nhưng mà tại vì có một điều mình quá hiểu chế độ cộng sản thôi. Đó nên là anh Bảo bữa nào ra Bao La mà rủ đi ăn là cũng phải mặt vui vẻ chứ không phải rủ đi ăn cho dặn đi ăn mà mặt mà hầm mà rướm rướm nước mắt đâu nha. Đúng rồi, đem cho hỏi đồ lên đài mà phải tươi vui nha. Chúc chú Hồng Kênh, Kevin với chị Tường Minh một năm mới an khang thịnh vượng và lúc nào cũng hồng ăn sắc bạch nha. Rồi, cảm ơn anh Bảo. Và chúng tôi giờ sao nói vui vậy ta? Đó thì chúc cũng phải thành tâm chứ chú cơ. Chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin chào. Mời anh. Rồi, chào anh Cơ, anh Kevin, chị Tường Minh. Dạ, biết ai rồi. Chú Hải, Minnesota. Trời lành quá không dạ? Sáng nay là trừ 11. Wow. Winchill trừ 30. Ấm ha. Đã vậy chứ còn bị blowing đó. Thường thường là trước khi mùa đông đó, là chuẩn bị cái xe của mình là cái bình điện. Bình điện nó là 600 ampe là không thể nào mà để nó nổ được. Vậy là 700 đến 800 ampe. Rồi đó, coi bánh xe mòn thì lên thay. Và khi đi đó, nếu chẳng hạn như cái chuyện mà khẩn cấp á, thường thường là đi là phải coi thời tiết là ngày hôm nay là có bị blowing không. Như là nó blowing, nó thổi tuyết á, lên trên đường á. Rồi có bị bão không. Còn nếu không á, đi á, là trên xe lúc nào cũng phải có hai cây đèn cầy. Hai cây đèn cầy để khi nào mà và lúc nào cũng đầy bình xăng. Quần áo mặc ở trên miền Bắc á, thì đương nhiên là nó khác cái ở Houston rồi. Đôi giày á, là trừ 20 độ đó. Rồi á, bao tay á, là thin sulet. Áo cũng thin sulet. Nhưng mà nó dần dần nó cũng thấm mà. Nhưng mình có hai đèn cầy á, thì khi mà mình nếu mà mình bị trượt tuyết á, xuống dưới đường mương á, mà hết xăng á là bắt đầu mình mở bật cái đèn cầy lên rồi á, mở hở cái cửa kính xuống cho nó cái hơi khói của cái đèn cầy nó đưa ra ngoài chút xíu thôi. Có lần tôi đi bình thường là 45 phút mà đi đón đứa cháu ở nhà thương phải đi mất 2 tiếng, nghĩa là đi có 5 mai 10 mai, nghĩa là đi trên đá luôn á, đi trên đá luôn. Nhưng là cái vấn đề mà ở lâu á thì có kinh nghiệm. Tôi thấy trên cái con đường 95 của Virginia đó vừa chiếu lên đó, tôi thấy những cái xe như vậy là toàn là four wheel, không thể nào chạy được vì cái lúc mà tuyết như vậy. Thường thường là four wheel, mà four wheel và gặp cái xe nào nó bị đụng, nó cản đường ấy là thôi chết cứng luôn. Còn nói tới cái vấn đề mà mấy anh bất kỳ cộng sản á, thì tôi nói thật là mấy anh ấy chỉ cứ bỏ con kép bắt con tôm thôi. Chứ mấy anh giàu lắm. Dân chúng thì nghèo mà anh giàu lắm. Lý do tại sao tôi biết như vậy? Năm 1991 á, thì cái tờ báo Tiền Phong có đăng lên. Mà cái đây cái chuyện là chắc lấy từ đâu ra tôi không biết. Là ông Nông Đức Mạnh á, ông mới làm được có hơn một năm mà. Mà ông có 7 tỷ Mỹ Kim gửi ở Ngân hàng Thụy Sĩ. Và mới đây á, là quý vị để ý là ông ấy ngồi trên cái ghế mà vàng 24 á. Nên là đối với cộng sản tụi nó giàu lắm. Nhưng mà người dân thì rất nghèo. Chỉ hứa lẹ. Cho nên tôi nói là cộng sản Bất Kỳ đó. Bất Kỳ rồi 75 chứ không phải Bất Kỳ 54 đâu. Tôi là 54. Nhưng mà Bất Kỳ 75. Chính nút. Chính nút là chúng đích. Luôn. Cho nên tôi nói tôi không có sợ đâu. Quý vị, quý thính giả cứ nói đi. Nếu mà về Việt Nam không cho tôi vô, tôi trở lại Mỹ thôi, tôi không cần. Tôi không có sợ. Tôi nói sự thật. Đó là tại chú về Việt Nam, chứ chú về nhà, cô không cho chú vô, chú coi chú sợ. Thì đương nhiên rồi, không cho vô, ở ngoài chút lạnh sao, cái vấn. Cảm ơn chú Hải đã gọi vào chia sẻ, ha, cũng như là góp ý kiến. Ha. Hôm nay chú Hải nói chuyện hay quá. Cảm ơn chú Hải. Chú nhà nước Việt Nam tôi chẳng sợ đâu, thủ tướng tôi cũng chẳng sợ, nhưng mà sao thôi bà nhà tôi thì tôi hơi sợ. Mời một thính giả kế tiếp. Tôi sợ thiệt.
Mời 2707. 2707 xin chào. Bỏ. Rồi, bỏ không có nghe nha. Rồi, à, chúng tôi mời quý vị gọi tiếp tục 7139311560. Lý Nguyễn nói là miền Trung đang mưa gió lụt lội và nay Covid đang lan dần về ở thôn quê không lo, đi lo chuyện rùi bu. À, Gái Trương nói là Việt Nam nên viết tâm thư kèm theo món quà nhỏ để chia sẻ tâm tư cũng là một cử chỉ tốt, vì đó là cách cho hơn là đem cho. À, tiếp theo là nói là theo tôi cho ít hay nhiều là tấm lòng của họ nên cảm ơn. Rồi tiếp theo thả con tôm hùm, bắt con gì, bắt con tôm hùm, thả con tép bắt con tôm hùm phải không? Cái cho 100.000 là thả con tép và bắt con tôm hùm đó anh. Đó, người ta bắt con tôm hùm rồi, bây giờ người ta mới thả con tép chứ. Người ta lấy được mười mấy triệu liều vaccine rồi, bây giờ mười mấy triệu là 200 mấy, là bao nhiêu? 100.000, 10 là mới 1 triệu, 10 triệu. Ôi, quá thế nhiều. Chứ, vaccine là từ nó có ý nghĩa là phải xin mới bắt được. Tiếp theo là Christy Lê nói là cứu trợ cứ nhưng mà là tiền của dân đóng góp, mà tụi nó được tiếng thơm chứ không phải là người dân được tiếng. Rồi, ở trên miền Bắc nè, anh chị ơi, máy xe mà chạy đến hết bình xăng chắc là lột dân xe mất. Có thêm máy sưởi và máy bọc làm ấm và bình nước nấu trong xe, ngoài cái mền cũng như là áo ấm để cho mùa lạnh ha. Rồi, quý vị có lên tiếng được chưa ạ? 2707. 2707 rồi, chúng tôi mời quý vị gọi vô 7139311560. Bởi vậy chơi với nhà giàu khó lắm, anh thấy không? Bây giờ mình tính ra đó là mình ở đây thôi, nhà giàu nhà nghèo không quan tâm cái chuyện đó. Bây giờ mình chỉ tính ra mà ở đây mình mới thấy rằng là nhất là mùa đông hết chú ca. Mình mới thấy sung sướng đúng không chú ca? Miền Bắc mà mùa này trời cào tuyết thôi, mỗi buổi sáng đi làm thôi là đã thấy mệt mỏi. Ngày nào mà bắt đầu coi thời tiết ngày mai đổ tuyết xong, sáng đi làm ra trời ơi chỉ có cào á. Nhà quý vị mà có cái driveway đi nữa, quý vị cào tuyết xong trước khi mà ra đường đi là mình đã cào tuyết không là đã thấy mệt mỏi rồi. Trời à, sáng dậy đó, mà còn mắt nhắm mắt mở, mà trời lạnh cống, hai tay bỏ vô trong bao tay ra đó cào nhìn thấy. Thì nếu mà một ai đó mà đã mưu về tới dưới miền miền sao rồi hay là quét rồi, với những miền hơi nóng nóng này rồi thì nó thật sự là nói mà đến mùa đông mà nghe nói trở lại miền Bắc thì thôi. Anh sợ. Có kinh nghiệm rồi đúng không? Trên kinh nghiệm New York. Cái mình ở New York rồi, ở trên Boston rồi, ở New Jersey rồi, bây giờ nghe nói mà lên trên đó mà mùa đông mà thôi. Nói chung là bắt đầu là từ mà cuối tháng 11 mà nghe nói đi miền Bắc rồi thôi. Để đợi qua tháng 4 đi. Gì mà người ta ở được, lần sau mình ở không được, bao nhiêu người ta ở được mà. Tại vì ở lỡ rồi. Sao lỡ? Khi lên ở thì nó chưa có tuyết. Không, lúc mà mình còn trẻ đó chú ca. Mới từ Việt Nam qua hay gì đó, lúc đó sung lắm. Được. Lúc đó sung lắm, trời tuyết là chạy lung tay tung tăng ở ngoài. Nhưng mà bây giờ càng ngày á thì mình thấy nó lạnh mình sợ. Ở Hilton chứ mình đúng là nhiều người họ cũng cần sên. Chẳng hạn ở dưới miền này Hilton thì quý vị, nếu mà so với Cali thì chúng tôi không có thể so sánh về cái thời tiết được. Nhưng mà nếu mà Hilton thì mọi người nói ôi mùa hè nóng quá, nhưng mà thực ra đó bây giờ mình ở đây cũng quen rồi. Mình thấy mùa hè cái vèo cái qua, thấy nó cũng không thì có gì. Thì nó vẫn nóng nhưng mà nó vèo nó qua thôi. Nó vẫn nóng, cũng vèo nó qua thôi. Bây giờ trời mưa mấy năm gần đây không thấy nóng chút cả. Rồi anh Thanh nói với anh Kevin nè, ở miền Bắc vui thấy mồ, mỗi lần có tuyết là mừng vì có cơ hội gặp ông hàng xóm. Đúng rồi. Chúc mừng. Ông hàng xóm qua xúc tiết giùm. Đúng rồi. Đó, ở miền Bắc vui thấy mồ đó. Xúc được lần đó, lần thứ hai là vợ nó la rồi, mấy mà dám qua xúc nữa. Sao không dám, phải giúp đỡ cho người neo đơn chứ. Đâu có ích kỷ dữ vậy đó, đúng ông, không? Cô Thanh Thanh đó, ông hàng xóm có cổ tới 80 mà đâu có sợ cô chú kia. 80 làm sao xuất tiết nổi nữa trời. Có, anh ấy không dạ. Nhưng mà ở miền Bắc người ta họ có cái xe. Họ có cái xe mà thổi tuyết. Thấy không? Ở Houston mình hôm bữa xuống 29 độ sáng sớm đi làm mà thấy vất vả rồi. Cái windshield bị đóng đá là mình thấy là hơi mệt rồi. Thiếu kinh nghiệm.
Tại vì thiếu kinh nghiệm thôi. Dạ. 2707. Xin chào. Hello. Dạ. Dạ, mời anh. À, tôi là 2707 phải không? Dạ, anh nói đi được rồi đó. À, vâng, cảm ơn. À, lần đầu tiên thì nghe tin tức của quý vị, rất cảm ơn và Happy New Year for us. Dạ. Về cái vấn đề mà tôi không muốn nói về cái vấn đề mà tổng thể nó cho tiền nó có vẻ chính trị quá. Dạ. Chỉ nói cái vấn đề mà về mà chạy trong cái mùa tuyết á. Dạ. Và bị sát cái là cái vùng mà bị tuyết đó, mấy năm nay thì nó hơi kỳ cục là tuyết nó xuống miền Nam nhiều hơn là miền Bắc, thấy không? Dạ. Cho nên cái thứ nhất là những người miền Nam cái vùng bị đó là họ không có kinh nghiệm nhiều về cái vấn đề tuyết. Dạ. Cái thứ hai là mà mình mà bị kẹt ở trong tuyết á thì cái người miền Bắc này đó ở Pennsylvania đây không cũng không có xa lắm. Là mùa đông là ai cũng có chuẩn bị sẵn sàng những cái emergency kit á ở trong xe của mình hết rồi, thấy không? Dạ. Và cái điều thứ hai đó, cái kinh nghiệm tôi cũng bị có mấy lần nhưng mà không có bị nhiều, bị cả 6 tiếng thôi, thấy không? Nhưng mà cái vấn đề thứ nhất á là tùy theo cái tuyết nó nhiều hay nó ít, hoặc là ít tuyết ướt hoặc là tuyết khô đó. Dạ. Thì thường là mình cũng chạy xe mình cho cái sưởi nó chạy, nhưng mà chạy khoảng 15 phút mình tắt đi, đèn điện radio này kia phải tắt hết luôn nữa. Tại vì cái vấn đề là khi mà cái trời lạnh á, cái battery nó chết lẹ lắm. Dạ. Đó là cái điều là như vậy. Còn mà nếu mà nói về cái vấn đề mà bao lâu thì cái bình xăng mà nó hết xăng đó, thì mình nó tùy theo loại xe mình chạy nữa, thấy không, xe cũ xe mới hoặc là gì đó. Thành ra cái vấn đề đó không ai có thể nói được chắc chắn hết á. Dạ. Nhưng mà trung bình thì khoảng nhiêu chú có bao giờ thử chưa? Cái kia đó tôi bị 6 tiếng đó, thì nó xuống vào khoảng 3/4 bình xăng, tức là bình xăng đầy đó. 3/4 vậy thì 6 tiếng. Coi như bình nguyên bình đầy chắc còn chừng 8 tiếng. Thì khoảng đó thôi. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề mình không chạy liên tục. Tức là xuống 3/4 là mới có... Nó mới bên có 1/4 hay là nó xuống còn hay là bên 3/4 chú? Bên 3/4 chứ. Nó xuống cỡ 1/4 thôi, tại vì... 1/4 vậy thì ok, nát bé. Ngừng nó lại. Dạ. Tức là nếu vậy thì có thể được ngày. Chú không có mở liên tục. Chú mở cho đủ ấm rồi xuống tắt. Không được. Tại mở liên tục á, tại vì nó là combustion engine đấy không? Thì là cái máy nó nóng á. Dạ. Rồi cần... Tại vì nếu mà nói về engineering nhớ là heat transfer đó, thì tại vì cái nóng với cái lạnh ở ngoài đó, thì chỗ này mình mở ra chỉ 15 phút là mình đủ ấm thôi, thấy không? Dạ. Yeah. Tại vì tùy theo cái nhiệt độ nó, cái chiều nó bị thì khoảng là -11 độ, thấy không? Dạ. Yeah. -11 độ F hả chú? -11 độ F á. Dạ. Thành ra mình không thể, cái tùy theo cái người kinh nghiệm, tùy theo cái sức của mình nữa. Dạ. Yeah. Đa số ở trên này đó là quần áo ấm được mà hết. Yeah. Thấy không? Thường mình những người đi cận hành tôi hay đi công trường á. Yeah. Thì phải mặc thermal underwear tùm lum thứ hết, chứ không phải là chỉ có mỗi cái đồ thường đâu, phải không? Yeah. Chú có chạy ra thử một trừ 11 độ F, chú có chạy ra giả sử chạy ra chạy vô thử bao giờ chưa? Có chứ, tại vì đâu phải, chứ tôi phải ra công trường, mấy ông tôi làm ở bên nước kia đó. Thế nên tôi phải ra ngoài công trường, nhưng mà thì nó lạnh lắm, nhưng mà không lạnh đâu. Nhưng mà cái vấn đề đó là cái vấn đề lạnh ở bên miền Bắc này đó, nếu mà không có gió đó, yeah, nó kêu là wind chill factor đó. Yeah. Thì cái 11 độ đó không ăn nhầm gì hết. Nhưng yeah, mà cái lúc mà nó có wind chill factor nữa, từ 11 độ nó sẽ xuống từ 20 độ rất là dễ dàng. Yeah. Thì 11 mà xuống 20 thì nó cũng đâu có 7 độ different thì cũng không ghê lắm hả chú ạ? Nhưng mà nó different lắm nữa, nó âm xuống càng nhiều là... âm xuống mấy độ thôi là kinh khủng lắm chứ bộ. Dạ. Không, cái vấn đề là nó cộng thêm vô để làm dấu trừ ra trừ 20 độ, phải không? Yeah. Nhưng mà cái đó nó kêu là cũng như ở California hay Texas thì có là cái heat index, phải không? Dạ. Yeah. Mấy quý vị có 100 độ trở thành 112 độ, phải không? Yeah. Thì cái đó nó mới nguy hiểm. Yeah. Tại vì cái wind chill factor ở cái mùa đông ở đây đó, nó làm cho cái nó lạnh từ trong xương nó lạnh ra, chứ không lạnh ra ngoài. Dạ, cái trong xương lạnh ra đó mới sợ đó chứ. Trong xương lạnh ra chưa, các bạn trong tim lạnh ra. Trong tim lạnh ra nguy hiểm hơn.
Rồi, cô nói vậy nguy hiểm quá đi thôi. Thì bây giờ nói tổng quát lại đó thì trên cái vùng này thì ai cũng chuẩn bị sẵn sàng hết phải không? Dạ. Rồi cái điều thứ hai nữa đó, mà mỗi lần mình tắt máy xong rồi cũng phải chạy ra nhìn, tại vì cái lúc mà snow nó xuống cái kiểu này đó, nó build up rất là lẹ, thì là cái tuyết nó sẽ che lại cái exhaust pipe đó, tức là cái ống bô của mình đó. Dạ. Nó phải cạo, phải là phải cạo trước khi mình chạy máy lại nữa. Dạ. Wow. Tại không tại vì cái lúc mà nó hơi tan một tí xíu nó trở thành đống đá phải không, cái ống bô của mình nó có một cục đá ở trong đó, mà mình mở máy lên liền nó bị nghẹt, nó nổ ngược trở lại. Là hư xe hả? Rồi cái điều thứ hai nữa, rồi cái mà carbon monoxide nữa, thấy không, thì thành ra mình cái lúc đó là không phải là mình mở hít xong rồi mình đóng kính đâu, mình phải mở kính ra tí xíu nữa. Yeah. Cho cái fresh air nó trở vô đó. Yeah. Nếu không là mình cũng, thấy không, có nhiều người tự tử bằng cách họ vô gara, họ mở máy xe, họ để họ chạy là họ đi, thấy không? Dạ, có nhiều người không tự, có nhiều người là không tự tử nhưng mà tự họ không có cái kiến thức đó nên họ chết vì cái vụ mà mở ở trong gara mà đóng gara lại mà mở máy xe. Tức là carbon monoxide, cái vấn đề nó là bị nhiệt. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chạy mùa đông ở bên này thì ai cũng chuẩn bị hết. Có một cái nó kêu là emergency kit á, là flare, rồi căng mền, đèn cày, thấy không? Giờ nước uống này kia, nước uống thì không ai để. Như hồi nãy tôi nghe có một cái chị nói là bỏ ở trong cốp xe, nó đông, nó thường thường không bỏ trong cốp xe. Mình để trên này tại vì nó có hơi nhiệt thì nó vẫn còn xài được, thấy không? Rồi mấy cái dry food này kia. Nhưng mà cái vấn đề mà mình quan trọng nhất đó là không có phải chạy liên tục. Tại chạy liên tục máy nó chịu không nổi, thấy không? Tại vì nó mình chạy mà chạy đường dài thì không sao hết. Nếu anh có sự chuyển động thì cái circulation của cái mà cái coolant system nó làm việc tốt hơn. Bằng này là anh chạy anh đứng đó anh cũng là bị hết máy sẽ hư rồi kia hết, thấy không? Cảm ơn cái chia sẻ của chú cho hỏi quý danh của chú được không ạ? Chú đúng rồi, tôi 75 tuổi rồi. Nhưng mà từ giờ chú có nghe cái bài hát mà Người Tình Mùa Đông bao giờ chưa? Nghe hoài như mình hát. Không được, tại vì nghe không được vợ, tôi vừa mới mất có 2 tháng này thôi, đúng không? Trước đây thì chứ còn đâu có nói bây giờ. Hôm trước đây thì không có Người Tình Mùa Đông, chỉ có Người Tình ở nhà chờ mình thôi chứ không có Người Tình Mùa Đông. Mà bây giờ thì không ai chờ hết. Rồi, thôi trước tiên cũng chưa buồn với chú một chút. Rồi, cảm ơn. Nhưng bây giờ nói một tí xíu về cái tổng quát vấn đề chạy xe trong cái mùa đông ở đây thôi, biết không? Cũng hiểu thêm được chú rất là nhiều. Cảm ơn chú đã gọi vào để chia sẻ nhé. Cảm ơn các vị. Cảm ơn chú. Cảm ơn chị. Trở lại với Thanh Thanh. Thanh Thanh nói với anh Kevin đó là trước khi mua nhà người ta địa hàng xóm trước chứ bộ ai mà lựa ông 70 được mua nhà cái bên. Coi đó hay đó. Vậy thì chú ca, vậy thì mình cũng coi nhà cổ chỗ nào mình cũng địa trước chuẩn bị mua cái nhà cái bên đó chú ca. Còn không chịu nói anh là chứ muốn mua nhà bên Mỹ nó dễ lắm. Anh Kevin đã nói cái gì mua không được bằng tiền thì bằng được rất nhiều tiền mà, đúng không? Nhưng mà là gì có rất nhiều tiền để mà lừa. Mới có 2 người vừa mới trúng số rồi anh. Sao mà ôi, trúng hết rồi hả? Trúng hết rồi sao? Đâu không... đâu mới trúng cái giải 600 mấy triệu thôi. Cái 200 mấy vẫn tiêu đe. 200 mấy, 600. Nhưng mà bây giờ đâu có cần tới 600 được. California với Wisconsin. Ở bên. Tại sao Texas không bao giờ ở bên Sacramento ở trong một cái tiệm 7-Eleven. Rồi. Anh Kevin hay đi qua Cali quá mà không có chịu mua vé số về cho em Út ở đài nó được cũng được hưởng xe thơm ly được hưởng sái chứ có mua vé số mà có thấy trúng đâu. Trúng gió không. Đi qua Cali hoài luôn, tuần nào cũng đi, vài tuần đi một lần mà Cali trúng số quá chừng mà anh Kevin về không có trúng số gì hết. Thôi thì đến đây chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay với những cái chia sẻ rất là quý báu, và chúng tôi cũng nghe được rất là nhiều điều, học cũng được nhiều điều, biết thêm được nhiều điều mới rất là hay ở trên miền Bắc trong cái mùa bão tuyết. Đến đây thì xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng ngày mai là thứ 6 rồi. Kính thưa quý vị, chúc quý vị một ngày vui. Happy Friday.
Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-5888. Oyster Max Gold, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com. 1-855-855-5888. Xfinity Trimmer Bundle vào website xfinity.com/asianamerican. Nhân viên nói tiếng Việt tại tiệm trên Bellevue Rise Village. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982.